sống xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Xin chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và thứ bảy hôm nay chúng ta sẽ gặp chuyên gia tâm lý Hữu Long để bàn về một vấn đề mà tôi nghĩ rằng cũng rất là vui và rất là hiện đại, đó là ngoại tình công sở. Ngoại tình thì chúng ta biết rồi, đúng không? Ngoại tình thì đủ thứ bằng ngàn đời này đã có, chẳng phải hôm nay, và chắc là về sau này cũng chưa hết. Công sở nó là một cái mảng của xã hội, và mảng rất là lớn. Công sở hay là văn phòng thì cũng vậy. Cái đứa rồi nó mới bây giờ mới đẻ ra một thứ nó gọi là ngoại tình công sở. Thì có giờ anh nghĩ rằng cái đấy là một cái đặc điểm riêng không? Và nếu mà nó có thì cái tính chất của nó là như thế nào? Trước khi mình nói về ngoại tình công sở đó, thì mình phải hiểu thực ra thế nào là ngoại tình cái đó. Nếu mình dựa vào cái mức độ tình cảm, đúng không ạ? Thì nó là ngoại tình trong tư tưởng, rồi mới ngoại tình bên ngoài, đúng chưa? Xong rồi tới cặp bồ nữa chứ. Tới cặp bồ nặng hơn là phải cặp bồ luôn chứ, đúng không ạ? Cặp bồ người ta không biết ấy, thì cũng gọi là ngoại tình. Nếu nhìn nhận góc độ thời gian ấy, thì là ngoại tình trong phút chốc hay là ngoại tình lâu dài. Có những người họ gặp nhau, họ làm việc cùng với nhau, xong rồi một lần nào đó họ bất ngờ họ ngoại tình với nhau, sau đó họ về họ cảm thấy là họ có lỗi với người bạn đời của mình, và thế là họ không còn ngoại tình nữa, thì cũng đó cũng là một lần ngoại tình. Còn có những người họ ngoại tình rất là lâu dài, hết thời gian này qua thời gian khác, đúng không ạ? Như vậy thì cái nào mà rơi vào trong cái những thứ mình vừa nói đó là ngoại tình, cứ ngoài bạn đời của mình thì gọi là ngoại tình, dù đó là tư tưởng hay gọi là vấn đề tình dục hay là vấn đề về mặt là gắn kết về mặt mối quan hệ thì đều sang là ngoại tình cả. Và tôi nghĩ là thời nào nó cũng có thôi. Cái quan trọng là nó nhiều hay nó ít, đúng không? Nó nghiêm trọng hay không nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta hãy định nghĩa là tại sao cái ngoại tình công sở nó thành ra một cái tên riêng. Bởi vì người ta không có ngoại tình hè phố, đúng không? Người ta không có ngoại tình chợ, nhưng người ta lại có ngoại tình công sở. Nó có một cái tên riêng, bởi vì là cái hoàn cảnh của nó tự nhiên nó có những cái đặc trưng rất là riêng. Ví dụ như Hoàng nói thế này có đúng không? Những người đến công sở này, thứ nhất ấy, thì họ có một cái văn hóa tương đồng. Có nghĩa là ví dụ như tốt nghiệp đại học được làm văn phòng, đúng không? Nghĩa là họ có một cái văn hóa tương đối cao này. Thứ hai là ở trong một cái môi trường tương đối sang trọng. Ví dụ như mình ở chợ chẳng hạn, mình nhem nhuốc, mình đi xe ôm chẳng hạn, thì mình rất là khó có một ngoại tình ở chợ. Nhưng mà công sở thì cái là mình cà vạt, đúng không? Mình mà quần tây, mình giày tây, còn cô kia thì là váy, rồi thì là túi xách. Nghĩa là cái không khí của công sở đó, nó có sự sang trọng này, nó có học thức này, nó có sự sạch sẽ này, và nó có sự giao tiếp rất là nhã nhặn, đúng không? Công sở thì nó xa lánh những cái sự gọi là chửi thề, rồi thì tô bồ tần, rồi xô bồ, và tất cả những cái đấy nó là một cái nguyên nhân mà để nó gọi là cái tình cảm nó nảy sinh rất là tiện. Nó cũng không phải nữa, thực ra là những cái thứ anh Hoàng nói là cái đặc trưng của công sở thôi. Còn cái việc ngoại tình công sở thì không phải là sang hay hèn gì cả. Đã ngoại tình thì đều là không xếp vào nhóm sang hay hèn đó. Vì vậy nó đặc trưng ở chỗ là vì là công sở nên tại sao ta dùng là văn hóa công sở, là trang phục công sở. Vì là ở đó là một cái tổ chức, đúng không ạ? Là một tổ chức, nên vì vậy cái tổ chức nó phải gắn kết với những con người lại với nhau. Và chính cái sự gắn kết này nó có về mặt địa lý này. Ví dụ như là nguyên cả một ngày như vậy họ ở cùng với nhau, họ làm việc với nhau, đúng chưa? Gắn kết mặt thời gian, từ ngày này qua ngày khác, từ sáng tới chiều, đúng không ạ? Rồi về mặt công việc họ lại quan hệ với nhau trên phương diện là công việc. Rồi về mặt lợi ích, họ cùng có chung một lợi ích. Và vì như vậy, tất cả cái điều kiện đó nó tạo thành cái cơ hội để cho những người cùng làm việc với nhau có cơ hội ngoại tình với nhau, tiếp xúc, và cái sự tiếp xúc đó nó mới dẫn đến ngoại tình. Dạ đúng rồi. Thì mình nói ngoại tình công sở để mình phân biệt là có những dạng ngoại tình khác nữa. Đúng không ạ? Ví dụ như là có những người họ không ngoại tình với người trong cơ quan của họ, mà họ lại ngoại tình với cái người bên ngoài. Mà người bên ngoài này cũng không phải làm văn phòng sang trọng như họ, không phải bất cứ với một cô gái nào chẳng hạn, thì đó cũng được gọi là ngoại tình, nhưng nó xếp vào công sở. Có nghĩa là ám chỉ những người làm ở các cái văn phòng, làm ở các cái công ty, các cái tổ chức, ở đó nó có mối quan hệ về mặt lợi ích tập thể. Nhưng mà anh có công nhận rằng là hiện nay theo những cái này thì không có báo chí nào đăng, không có tài liệu nào viết, nhưng mà cái sự thì thầm với nhau, và đặc biệt cái sự thì thầm này là của đàn ông với nhau, thì người ta nói là cái ngoại tình công sở rất dễ xảy ra và rất phổ biến. Anh có thấy điều ấy đúng hay sao? Thì nãy mình có nói rồi, vì sao nó dễ phổ biến hơn. Hồi nãy anh có lấy ví dụ là ngoài rạp hát chẳng hạn, tới rạp hát thì xem xong đi về thôi, đúng không? Ai mà ngày nào cũng tới gặp nhau một cách tình cờ như vậy, đúng không ạ? Hay là ở chợ thì mua xong đi về thôi, đúng rồi. Nhưng mà công sở thì cái thời gian làm việc với nhau nó quá dài, đúng không ạ?
rồi cái sự tương tác nó gần gũi với nhau rất là nhiều. Chưa kể là cả những cuộc hẹn hò bên ngoài của công việc cũng đi với nhau, ví dụ đi công tác, đúng không ạ? Ví dụ như là cùng gặp gỡ khách hàng với nhau. Đó, thì chính cái việc đồng điệu trong công việc này cộng với những cái tác động khác về môi trường, về thời gian, nó làm cho người ta dễ, đúng rồi, dễ nảy sinh tình cảm, làm cho người ta dễ nảy sinh tình cảm, đúng không? Thì thật ra rất nhiều bộ phim nước ngoài, phim Hàn Quốc, phim Việt Nam cũng có ít thôi đã nói đến cái gọi là mối quan hệ công sở rồi, và cái gọi là cái ngoại tình công sở rồi. Và đây như là một cái bệnh mà rất là đặc trưng của thế kỷ 20 á, khi mà các cái văn phòng nó nảy sinh ra quá nhiều. Tất cả nó đều xuất phát từ con người chúng ta mà thôi. Mình đừng có đổ thừa rằng là vì tôi phải làm việc với cô lâu, cái cô ấy lâu như thế, tôi làm việc với cô ấy gắn kết như thế, nên tôi có nảy sinh tình cảm với cô ấy. Cái đó là không đúng. Cái đó là do mình thôi. Tại sao mà có những người khác họ cũng gắn kết như vậy mà họ không ngoại tình? Thì mọi cái xuất phát điểm của nó vẫn là do của mỗi chúng ta, do mỗi chúng ta mà ra thôi. Ví dụ như là khi mình biết rằng là mình chớm chẳng hạn, nếu mình có trách nhiệm với chính mình, mình có trách nhiệm với hôn nhân của mình, thì mình đâu có làm những cái câu chuyện như vậy, đâu nảy sinh việc ngoại tình đó. Mà anh bây giờ với tư cách một chuyên gia tâm lý là về nguyên chuyên môn, nhưng mà với cách một người con trai về mặt con người, thì anh có cảm giác ngoại tình hiện nay ấy, so với ngày xưa thì nhiều hay ít hơn? Tại vì tôi không sống thời xưa nên tôi không biết được là ngày xưa thế nào, rồi cũng chẳng có nghiên cứu bằng nào. Bằng cảm giác thôi, bằng cảm giác thôi. Bằng cảm giác thì mình thấy là ngày nay thì cái cơ hội để ngoại tình nó nhiều hơn rất là nhiều. Ví dụ như là ngày nay phụ nữ đẹp hơn này, đúng không ạ? Anh Hoàng thừa nhận không? Ngày xưa phụ nữ thì là lu cu chỉ bếp núc thôi đó. Phụ nữ đẹp hơn này, phụ nữ tự do hơn này, phụ nữ ra ngoài nhiều hơn này, phụ nữ lấy chồng muộn hơn này, phụ nữ ít con hơn này, phụ nữ có văn hóa hơn này, và phụ nữ biết ăn chơi hơn nữa. Tất cả những cái đó đều là những cái mảnh đất tốt cho ngoại tình cả. Ra là nó ngày xưa thì nó xa, nhưng mà tôi chỉ so sánh cái lúc mà tôi mới vào Sài Gòn thôi. Khoảng thập niên những năm cuối năm 98, 97, 99 ấy, hoặc là 2000 thôi, thì mình thấy rõ ràng là ở trong các cái quán cà phê hay là quán nhậu thì rất là hiếm các chị nữ, các cô gái. Còn bây giờ rất nhưng bây giờ tôi đi, tôi khảo sát bằng cái nghề của mình mà, tôi khảo sát thử xem là cái quán bây giờ, ngoài cái việc gia đình rồi, ngoài những gia đình họ đi ăn với nhau rồi, thì cũng còn rất là nhiều nam nữ hoặc cũng có, rồi nữ không, một nhóm nữ cũng có. Như vậy là cái cơ hội làm cho người phụ nữ có thể là, mình tạm gọi vui một cái từ là được giải phóng nhiều hơn, được tự do nhiều hơn. Nên cái việc mà thay đổi về quan niệm hay là thay đổi về một số cái thứ khác, trong đó cả cái chuyện tình cảm nữa, nó cũng bắt đầu có cái chiều hướng tăng. Và chính cái điều này nó cũng sẽ làm cho đàn ông dễ siêu lòng hơn. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, ngày nay thì mình thấy là cái công việc nó cuốn chúng ta theo. Đôi lúc cái yếu tố gia đình nó ít được để ý. Cứ tới đưa xe vào tới cơ quan thì cái đầu mình không còn cái về gia đình nữa, và chỉ tập trung công việc thôi. Giá như mà mình có những khoảng lặng ở trong cái môi trường làm việc thế này để mình nghĩ về gia đình thì cái ngoài tính mới ít. Còn bây giờ anh thấy không, một ngày 8 tiếng mà người ta làm rất là nhiều, thậm chí có những người làm đến 7-8 giờ tối mới chưa về tới nhà. Như vậy thì yếu tố gia đình bị giảm lại, thời gian cho gia đình giảm lại. Ngày xưa thì cái quan hệ mặt lợi ích á, thì anh có làm thì anh có hưởng đó. Bây giờ họ tận dụng tất cả mọi mối quan hệ để họ có được lợi ích, và trong đó cả cái chuyện lợi ích về mặt tình cảm họ cũng có thể tận dụng được. Cái mối quan hệ về tình cảm mình dễ dãi chút đúng xíu rồi, thì đấy, ai người ta cũng thì thầm nói là ví dụ như là một cô mà được lòng sếp thì dễ thăng tiến hơn, đúng không? Rồi thì là một cô mà xinh đẹp thì dễ xin việc hơn. Cái điều đó là rõ ràng là nó là cái có tất cả những cái yếu tố ngoài chuyên môn. Ngoại tình thì là có tội, đúng không? Thế thì theo anh ý, ngoại tình công sở có tội lớn hay là tội nhỏ hơn so với các cái ngoại tình khác? Mình đang nói về việc ngoại tình công sở. Hồi nãy mặc dù là anh Hoàng có nói rất là nhiều, nhưng có một ý rất là hay, đó là nó có vẻ đẳng cấp hơn, đúng không ạ? Đúng không? Mình dùng từ đẳng cấp hơn đó. Ví dụ ngoài chợ thì nó là xô bồ, ngoài đường thì nó rất là nó không giống ai, đúng chưa? Nhưng tự nhiên bước vào cái văn phòng có máy lạnh rồi, toàn những con người có tri thức thôi, đúng không ạ? Thì chứ ngoại tình nó phải khác chứ, còn đẳng cấp hơn. Mà khi anh có sự hiểu biết về điều đấy rồi thì mình tạm thời xếp là cái nhóm đó là nhóm có tri thức. Mà anh có tri thức thì anh phải hiểu được cái tội của việc ngoại tình về mặt đạo đức, về mặt văn hóa đi, và thậm chí về trách nhiệm nữa. Khi anh có tri thức mà thì anh sẽ có nhiều lý do để bao biện hơn. Không, vì anh càng bao biện thì tội anh càng nặng. Nên chắc chắn nặng hơn. Càng đặc là đối với này, đối với xã hội và ban ra tòa thôi. Tôi chỉ lấy những cách bao biện ra nhá. Chứ
Bởi vì con người mà. Thứ nhất, bao biện là cái chuyện này chỉ ở đây thôi, ra ngoài là hết. Đấy, đấy là cái bao biện thứ nhất. Cái bao biện thứ hai là thật ra và nói thì đúng là cô ấy cũng dễ thương thật. Nghĩa là và cái cô gái đó quả là có những cái nó hấp dẫn thật. Nhưng mà cái hấp dẫn này không phải là chỉ là thể chất, mà hấp dẫn này nó còn là về cái công việc đó. Ví dụ như rất là không phục cô đấy về tài năng hay các thứ. Cho nên là người ta cũng bao biện là cái này không phải là mình chạy theo tình dục hay là mình chạy theo một cái gì đó nó vòng 1, vòng 2, vòng 3, mà mình cũng đang hướng đến một cái cao đẹp. Nghĩa là người ta tự lừa dối mình là cái thứ hai, đúng không? Thứ ba nữa là người ta cảm thấy rằng là thật cái này là cái hoàn cảnh mà nghĩ là người ta nghĩ rằng là ai vào hoàn cảnh này cũng sẽ bị. Chứ chả phải ví dụ như là người ta đi công tác xa với một cô thư ký chẳng hạn, hay một cô đồng nghiệp, hai người cùng bay ra nước ngoài, mặc dù hai người không hẹn nhau nhưng mà cùng bay ra nước ngoài để cùng làm cái đó, rồi buổi tối hai người đi uống rượu và sau đó tự nhiên lại xảy ra cái chuyện đấy, thì người ta cũng an ủi mình rằng là chắc là ai cũng bị, nếu ở cái hoàn cảnh này thì chả phải mình, đàn ông sẽ bị thôi. Nghĩa là người ta có quá nhiều cái lý do để bao biện cho mình, còn cái sự bao biện đấy đúng hay sai bàn sau, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là người ta có không nhiều cái cơ hội. Hồi nãy mới có đề cập đến cái chuyện là phân ra các cái kiểu ngoại tình. Thì ví dụ bây giờ anh Hoàng bao biện là đi công tác xa và lỡ một lần như vậy thì đó có thể là mình không dùng vào cái chuyện ngoại tình, đúng không? Mà dân ở ngoài đời họ nói vui là hoàn cảnh xô đẩy chưa? Và sau đó thì họ đều ý thức rằng là cái chuyện đó là chuyện không nên, không nên tái diễn nữa. Ví dụ như là có những cái người phụ nữ họ sẽ tìm cách để họ lảng tránh cái người họ đã lỡ một lần như vậy. Và những người sếp có trách nhiệm thì họ cũng sẽ tìm cách, trách nhiệm đây là trách nhiệm với nhân viên của mình, trách nhiệm với gia đình của mình, thì họ sẽ tìm cách, thì cái đó không thể bao biện như vậy được đó. Và thôi thì nếu xảy ra thì chấp nhận nó, cái quan trọng là mình đứng lên như thế nào rồi mình phải tránh nó như thế nào thôi đó. Còn ví dụ như mà bao biện rằng là thôi thì một ngày với cô ấy mình ngưỡng mộ cô ấy đến mức mà mình thầm thương trộm nhớ cô ấy, đúng không ạ? So vợ mình ở nhà cháo gì phải ngưỡng mộ cả đó đó, bao biện cách đó nữa chứ, hay là cô ấy hấp dẫn hơn nữa chẳng hạn. Tất cả mọi thứ anh dùng cái từ rất là hay là bao biện, mà đã cái gì đã bao biện rồi thì đều không hợp lý về cả mặt pháp luật và về đạo đức con người. Nhưng mà lại còn thêm một cái điều này nữa này, tất cả những mình vừa nói vừa rồi ấy, thì nó có vẻ như rất là tự nhiên. Cái sự ngoại tình này ta không có chuẩn bị trước, và nó là sự mềm yếu, mà con người ta thì ai cũng có lúc nào đó, hoàn cảnh nào đó mềm yếu thôi, đúng không nào? Đấy. Nhưng mà lại có một cái thứ này ấy, là có thứ ngoại tình công sở mà người ta rất là thực dụng. Phải nói thật lòng là như vậy. Bây giờ này, công sở đó là có thể thăng tiến, mà thăng tiến thì đôi khi là rất quan trọng cái thái độ, cái lời phê của người sếp hay là của một cái đồng nghiệp gì đó. Thì rằng những cái cô gái lại có một cái, rõ ràng có một cái mưu đồ rằng là nếu có một cái gì với sếp, nếu có một cái gì đó với những cái đồng nghiệp thì cái sự thăng tiến nó dễ hơn. Thế là cái sự ngoại tình công sở ở đây ấy, nó đã là ngoại tình thì tội rồi, nhưng mà nó còn không còn vô tư nữa, mà có những người đã hướng về cái đấy ngay từ đầu. Có những cô gái họ biết là sếp của mình đã có gia đình rồi, nhưng mà để chắc chắn rằng là nếu mà dùng mỹ nhân kế thì nó không thắng nè. Thế thôi dùng mỹ nhân kế hay hơn là dùng tài năng, đúng chưa? Hoặc là ví dụ có những bạn trai họ cũng nghĩ cách, chứ đâu phải mình nói là cái ngoại tình là cứ con gái ở trong cơ quan thủ đoạn để ngoại tình đâu, thậm chí có cả những bạn nam nữa. Và mà như thế thì tôi nói là cái ông mà bị rơi vào cái hố đó là có hai cái tội. Cái tội nhất là tội ngoại tình, và cái tội thứ hai là tội bị dụ. Tại sao lại để bị dụ như vậy đó? Anh nói thế lại hơi bao biện đàn ông á, bởi vì tôi biết cái này là cái cũng phổ biến lắm này. Đó là chọn những cái cô nhân viên vào theo cái mắt ngoại tình, có nghĩa rằng là thứ nhất là xinh đẹp, thứ hai là ngớ ngẩn, nghĩa là vào đây coi như là mình là thần tượng á. Là có những cái người ngay từ đầu họ, vậy anh có nghĩ ngược lại một chút xíu không? Hay là người ta chọn xinh đẹp, người ta chọn thế này thế kia, ngoài cái việc là vừa mắt mình rồi, nhưng mà cái họ nhắm xa hơn, là lợi ích của công ty, lợi ích của tập thể không? Đó là cô này có thể giúp người ta ký được hợp đồng, đúng không ạ, với đối tác? Cái này phải nói thật thế này này, người ta sẽ nghĩ đến cái lợi ích công ty được, cái tập thể nhiều khi mà cái công sở đấy là người ta chịu trách nhiệm thật. Còn nếu như là có những cái công ty và những cái công sở mà cái người ta không phải là sống chết với nó đó, anh hiểu không? Thì là người ta dễ lợi dụng cái công ty đó để một trục lợi cho mình về mặt không. Nếu khi đã không có ý niệm rằng là sẽ cống hiến cho công ty, sẽ sống chết công ty, thì người đó không có cơ hội để tuyển dụng. Chắc chắn người đó không có ngồi vị trí để tuyển dụng cả. Chỉ người ta một công ty đàng hoàng, một công sở đàng hoàng nhất, thì người ta chỉ đưa những người mà có tâm huyết là thôi vào ngồi lên cái ghế đó để có cơ hội tuyển dụng thôi. Còn khi anh lên có cơ hội tuyển dụng rồi thì
nói với anh là có một lúc cả hai thứ, vừa lợi ích cho mình, gọi là tuyển người đó phải vừa mắt mình đấy, đó phải xinh đẹp hay gì đấy, nhưng mà họ phải nhắm tới cái lợi ích xa hơn nữa chứ, đúng không ạ? Cái là cái ngoại tình công sở thì nó có nhiều mặt lắm. Dạ, nhưng mà Hoàng chỉ kể cho anh em một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là câu chuyện thật, nhưng mà Hoàng không thể nói tên ra được. Thì là Hoàng có một cô bạn, cô rất là hiện đại, nghĩa là cái kiểu như là ăn mặc thì hấp dẫn rồi, nói năng thì hiện đại, thì học nước ngoài về, mà cho nên là cái sự tiếp xúc rất là bạo dạn. Thì cô có kể cho Hoàng nghe một cái chuyện như thế này, là cô có cái ông sếp người nước ngoài, thì là bình thường thì hai bên rất là công việc thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng rồi có một lần thì là cũng sau khi thời gian làm việc thì hai người có đi bar với nhau, cái sự đi bar cũng rất vô tình. Rồi thì là cái đêm ấy nó xảy ra cái chuyện tình một đêm. Theo lời cô nói là hai người đều không chuẩn bị trước, cô tin là ông cũng không chuẩn bị trước mà cô cũng không chuẩn bị trước, nhưng mà rồi cái đêm ấy nó dẫn đến cái chuyện đó. Thì cô mới kể rằng là hôm sau á, là cô ấy đến công cái sở đó là cô hơi bị suy nghĩ là thế nào đây. Cô rất là ngạc nhiên là khi cô vào xong cô gặp ông đấy, ông ấy lạnh như băng, không nhắc cái gì đến cái ý hôm qua, và ông ấy cứ nói như là không có cái chuyện gì xảy ra hôm qua cả. Và cô ông vẫn lạnh lùng như thế, vẫn cáu gắt như thế, vẫn nói ra những cái lời gọi là khó nghe mà vẫn ra lệnh cho cô, không có một chút nào là cái nó gọi là biểu hiện rằng là cái đêm qua đã ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của ông. Thì cô về thì nếu như người khác thì về phàn nàn đúng không, nhưng mà cô lại khen thật đúng là đời. Cô bảo hay quá anh Hoàng, em phải công nhận là cái ông đó hay. Có nghĩa là ông ấy gián tiếp để nói với em rằng cái chuyện đêm qua là chuyện nên quên đi, và nó chỉ là cái chuyện đó thôi, nó không có dính gì đến cái quan hệ chúng ta trong công ty, và nó không có dính gì đến những cái đánh giá của sau này của tôi với cô về công việc cả. Như vậy cái đó thì hồi nãy mình có nói rồi, đâu phải là ngoại tình. Không, nó cũng là ngoại tình đấy chứ, nhưng mà có điều là cái người đó họ cực kỳ chặt chẽ, có nghĩa là họ chia cái ngoại tình ra với lại cái công việc. À không, nhưng mà những lần sau thì cô ấy và anh ấy có gặp lại chuyện đó. À cái chuyện đấy thì cô không kể là cái lần sau có hay không. À còn nếu như hồi nãy anh có Hoàng có nói là hai người đó họ cũng chỉ không chuẩn bị trước, đó là sự hấp dẫn từ môi trường, từ hơi men, đúng không ạ? Và sáng mai thì họ vẫn trở về cái vị trí của họ lúc đàng hoàng. Nhưng mà nó vẫn là ngoại tình đấy chứ. Là thì đương nhiên cái ngoại tình mình đâu có tính thời gian anh, một giây với lại một thế kỷ. Tôi cũng đã từng chứng kiến, đó là có một vài người bạn làm đi làm ở công ty, rồi công ty tổ chức dã ngoại lửa trại du lịch đấy. Rồi cũng có một đêm như thế. Đúng rồi, đêm như thế. Sau tôi hỏi thì vậy thì sau đó có còn làm đó nữa không? Thì bạn nói là bạn tự xin nghỉ việc vì cảm thấy mình phá hoại như vậy không được mà mình cũng có gia đình. Thì thế là tôi là thôi cái này đừng ăn năn nữa, đừng áy náy nữa. Và coi như là mình đã có được cái suy nghĩ chín chắn hơn, và cái đó chỉ là sự tác động từ môi trường, từ cơn gió biển, từ tiếng sóng rì rào, từ cái hơi men thôi, chứ nó không phải là cái việc mà mình chủ đích từ đầu. Thì tôi nghĩ đó cũng có thể là ngoại tình, mà nó chỉ tích tắc lúc đó thôi, ngay tức khắc đó thôi, ngay cái đêm đó thôi. Ngày mai thì trở về lại mọi thứ và không ai dính dáng gì ai cả. Nhưng mà nó cũng có chứ, ngoại tình công sở mà người ta kể với Hoàng nghe là nó nhìn nó hơi hèn hay hơi thảm, như là thế này. Buổi trưa đó hai người tụ lại ngồi với nhau, xong là mở hai cái công hộp ra ngồi cùng ăn thì thầm với nhau, chung quanh họ biết thì họ cứ cười, họ không dám nói á. Thì đã là ngoại tình mà, ngoại tình thì làm sao mà công khai được, đúng không ạ? Cũng có thể là người ta tự biết thôi, chứ ai ngoại tình mà bảo là tôi đang cặp với người này, tôi đang cặp với người kia cả. Nhưng mà tự khắc những người xung quanh họ sẽ biết. Và chính cái việc mà mình không dám công khai thì phải lén lút. Mà thậm chí tại vì anh Hoàng thì nhìn là nó hèn chứ, những người trong cuộc cảm thấy hấp dẫn và thú vị, thì cái gì càng bí mật thì nó càng bí ẩn thì nó lại hay hơn là chuyện công khai, đúng không ạ? Và chính cái điều này nó cũng là một yếu tố hấp dẫn những cặp đôi đến với nhau. Thôi bây giờ thế này, để cho cái câu chuyện của chúng ta nó phải có một cái gì tích cực, đúng không? Chúng ta không thể bàn để đó được. Thì với tư cách của chuyên gia đó, anh hãy khuyên những cái đôi đang ngoại tình hay là sắp ngoại tình công sở, những cái lời khuyên gì? Thực ra là người ta gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng là trước khi mình vào một cái môi trường nào đó mình làm việc, thì cái song song với việc mình tiếp xúc với công việc, thì mình phải tiếp xúc với tất cả mọi người. Xong mình nhận ra ngay những người nào hai khía cạnh, một là những người nào mình thấy người đó là phù hợp gu với mình đó, thì mình phải tránh chứ. Thứ hai nữa, mình cũng sẽ biết được là người nào là người mà dễ dàng rơi vào cái bẫy đó. Mặc dù mình không có hợp gu, nhưng mình thấy rõ ràng người ta có âm mưu chẳng hạn, thì mình cũng phải tránh. Nên việc tiếp xúc công việc và tiếp xúc con người trong một môi trường làm việc mới là điều mà tất cả những người vẫn vào làm phải ý thức được chỗ này. Còn nếu như mà đã làm được như vậy rồi mà cùng vẫn dính ấy, là những cặp mà anh Hoàng đang nói là đang dính đó, đúng không ạ? Đang ngoại tình đó, thì tôi nghĩ tốt nhất là phải dừng lại thôi. Và có
rất là khó khi mà còn gặp nhau mà dừng lại. Bởi vì một lần mà thấy không ai phát hiện cả, vợ cũng không biết luôn, chồng cũng không biết luôn. Có lần 2, lần 3 thì nó rất là khó để thoát ra. Và rất nhiều cái cặp đôi ngoại tình công sở cuối cùng là phải dẫn nhau ra tòa. Nhưng mà rồi đều hỏi rằng là khi ra tòa rồi thì có đến với nhau không? Hầu như là họ rất ít cặp ngoại tình đến với nhau, đúng không ạ? Và đó chính là cái hậu quả rất là lớn. Và tôi nghĩ phải nên dừng lại thôi. Thì có nhiều cách. Cách thứ nhất là nếu mình đủ bản lĩnh thì mình chấm dứt ngay tại chỗ. Còn ví dụ không bản lĩnh thì cách duy nhất thay đổi môi trường. Một trong hai người phải thay đổi. Đó. Còn ai mà đang có ý định, chẳng hạn đang có ý định ngoại tình là mới dừng lại. Bởi vì cái trên hết nó là cái trách nhiệm của chính bản thân mình và trách nhiệm với gia đình. Một số bạn hỏi tôi rằng là vậy thì lỡ có say nắng, ta gọi là say nắng ấy, thì làm sao? Thì nó đơn giản đó, tôi vừa nói xong. Cái thứ hai nữa là trong tâm khảm mình á, lúc nào cũng phải có vợ, có con, đúng không ạ? Bây giờ người ta cài điện thoại màn hình là vợ con mình, rồi máy tính ở cơ quan cũng là vợ con mình, đúng không ạ? Để chi? Để đó chính là cái lời nhắc tốt đẹp nhất. Một lần mở ra nói vui là thấy cô vợ kinh khủng quá nên thôi không dám ngoại tình á, thấy đứa con dễ thương đáng yêu quá thôi không dám ngoại tình. Đó là lúc nào phải có gia đình. Và một cái điều mà tổ chức phải lo, cái tổ chức nào đó phải lo, đó là khi mà người lãnh đạo quản lý thì phải phát hiện ra, phải đánh giá nhân viên của mình, phải quan sát. Song song với công việc thì cũng phải đánh giá cảm xúc, tình cảm của họ. Đến biết đâu được khi mà mình người phát hiện ra, mình ngăn rất là tốt hơn hai người trong cuộc, thì đó cũng là một cái cách. Ngoài ra là có các cái hoạt động để làm sao mà gắn kết và nhắc nhở mọi người là đây là nơi làm việc, hết giờ làm thì mỗi người có một cuộc sống riêng và phải có trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Những năm trở lại đây thì ngành tâm lý học ấy nó rất là phát triển, đặc biệt là tâm lý học ứng dụng ấy, ứng dụng về gia đình này kia đó. Thì rất nhiều công ty, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều tổ chức họ mời chúng tôi đi nói về cái câu chuyện về gia đình, trách nhiệm người chồng người vợ trong cái môi trường công sở luôn. Để đó cũng là một cái cách mà giúp cho tất cả người tham gia việc làm biết rằng là đây chỉ là tới đây làm việc, kiếm tiền xong rồi đi về, còn lại ở nhà mình vẫn còn một người chờ đợi nữa, một người thương yêu suốt đời nữa. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cách mà tổ chức đang góp phần để hạn chế tối đa cái ngoại tình công sở. Câu hỏi cuối cùng, anh có vợ chưa anh? Dạ rồi. Thế à? Lâu chưa? Dạ 10 năm anh. Anh có làm công sở không? Dạ có. Những điều mà anh nói anh có nghĩ là có bao giờ mình mắc không? Đã nói rồi là mình phải cố gắng tối đa để không mắc đó. Khi nào mà thấy cô nào mà phù hợp thôi là hạn chế tối đa tiếp xúc. Bởi vì hồi nãy anh có nói rồi, đâu biết được, đúng không ạ? Có những cái nó khách quan mà, nhưng mà cũng là do con người thôi. Nếu mình lường trước được tình huống, mình đánh giá được vấn đề, tôi nghĩ là không gì mà lỡ cả. Lỡ hay không lỡ là do chính mỗi người chúng ta. Cảm ơn anh và chúc mừng anh sẽ được mãi mãi như thế. Mãi mãi không lỡ. Còn Hoàng may quá Hoàng không làm công sở, nên là Hoàng không biết là nếu mà rơi vào hoàn cảnh đó Hoàng sẽ như thế nào. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết. Và tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất là vui và bổ ích. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Hữu Long. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.